và Thu Nga xin kính chào quý khán giả khắp nơi. Vâng, kính thưa quý khán giả, rất vui ngày hôm nay ở tại thành phố Houston này đón tiếp có thể nói là rất là đông tất cả những người chỉ huy của Quốc lực Việt Nam Cộng Hòa, của vợ bị quốc gia khóa 25 sau 45 năm. Thưa chị là một phu nhân của phu quân khóa 18. Chị nghĩ như thế nào về khóa của đàn em của mình? Vâng, Thu Nga thấy rằng đây là một cái điều mà rất là vui, cũng như là các anh em trong trường võ bị quốc gia Việt Nam thì các khóa đều đối xử với nhau trong một cái tình gọi là trường mẹ. Vì vậy cho nên là khi mà Thu Nga là có ông xã làm khóa 18 thì cảm thấy rằng rất là thân thương và rất là quý cái tình mà anh em của quý anh ở trong trường võ bị quốc gia Việt Nam. Và đúng như vậy, ngày hôm nay là đại hội 45 năm của khóa 25 trường võ bị quốc gia Việt Nam. Thì quý vị nhìn chung quanh ở đây thì Mai Cô Hòa cũng thấy rằng các anh trong những cái bộ mà gọi là đại lễ mùa đông, cũng có những anh mặc tiểu lễ nữa, rất là đẹp. Vâng, kính thưa quý vị của Đồng Hương, khi mà chị Thu Nga nhắc về những cái tiểu lễ, đại lễ của mùa đông, và mùa đông thì thật sự ra ở thành phố Houston của chúng ta đang chuẩn bị xoang thu, và mấy ngày hôm nay bắt đầu nó mát, giống như ở Đà Lạt, thì chúng ta gợi nhớ đến tất cả các anh, các chị từ khắp nơi về, và nhớ lại những năm xưa về những cái quân trường như là ở Đà Lạt. Và khóa 25 thì thật sự ra Michael Hòa là những người hậu duệ, và ông nhạc của Michael Hòa là khóa 8 Đà Lạt. Cho nên ngày hôm nay chúng tôi rất là vinh dự và hãnh diện để mà đứng ở đây, để mà tường trình cùng tất cả quý giả cứ đồng hương khắp nơi, để mà bắt đầu vào cái chương trình để chúng ta theo dõi các anh, các chị, đặc biệt là các anh vẫn còn đây, từ thắng để chỉ huy. Dạ vâng, đúng như vậy, đó là từ thắng để chỉ huy. Hay là các anh cũng có câu châm ngôn là chúng ta không tìm an lạc dễ dàng mà chỉ khát khao gió mưa cùng nguy hiểm. Tuy nhiên rằng các anh trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa thì lúc nào cũng tổ quốc, trách nhiệm và danh dự. Vì vậy xin mời quý vị cùng theo dõi phần tường trình của Michael Hòa và Thu Nga về đại hội của khóa 25 trường võ bị quốc gia Việt Nam tổ chức tại Ocean Palace, Houston. Vâng, trước khi vào trong cái chương trình thì chúng tôi cũng xin nhắc nhở tất cả các anh chị em trong những cái thế hệ sau này không có hiểu rõ biết là trường võ bị như thế nào. Thưa quý vị, tương đương với lại West Point ở tại Hoa Kỳ này, là những người này là những người quân sự và văn hóa 4 năm tương đương để mà học. Khi mà ra trường thì tất cả các anh không những là những thiếu úy ưu tú của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, mà các anh là những người có bằng tương đương cử nhân, cho nên do đó rất là đặc biệt. Dạ vâng, và bây giờ thì chúng tôi xin mời quý vị cùng theo dõi một vài phần tâm sự cũng như là cảm tưởng của các anh cựu sinh viên sĩ quan trường võ bị quốc gia Việt Nam. Mời Mai Cô Hòa. Vâng, kính thưa quý vị của Đồng Hương, một người mà chúng tôi xin được giới thiệu đây là anh Phạm Hữu Đa. Vâng, kính thưa quý vị, anh Phạm Hữu Đa đến từ ở thành phố rất là hoang vắng của Texas, đó là Corpus Christi, miền Nam của Texas, và anh là trong khóa 25. Và sau 45 năm sau, anh gặp tất cả những người đồng môn của anh, thì cảm nghĩ của anh như thế nào, thưa anh Phạm Hữu Đa? Trước hết tôi xin chào anh Michael Hòa, đại diện đài SPTN. Thực sự là trong cái 3 ngày nay, chúng tôi rất là cảm động. Tại vì những người bạn cùng chiến đấu với tôi trong 45 năm qua, có những bạn tôi chưa gặp lần nào hết. Và đây là lần đầu tiên tôi gặp những bạn từ Canada, Úc, Châu, Pháp hay là Anh. Mà những bạn, có những bạn đó thực sự là tôi chưa gặp lần nào. Tại đây là một lần đầu tiên họ gặp lại. Thì cái tình cảm của chúng tôi là mình nhớ lại những cái giây phút mà mình chiến đấu bên nhau, sống chết có nhau. Bây giờ gặp lại thì rất là cảm động, và mình chia sẻ những cái nỗi và ưu tư hay là nỗi cái gì của chúng, cái hoài bão của mình trong cái tương lai, rất là cảm động anh. Như vậy thưa anh Phạm Hữu Đa, anh nhắn nhủ gì những người đồng môn của anh không có mặt ngày hôm nay để mà trong những cái kỳ đại hội tới để mà được gặp? Dạ thì tôi biết rằng là mỗi người đều có một hoàn cảnh riêng. Nhưng các bạn, nếu các bạn không năm nào mà meet bữa nay, không tham dự bữa nay, cũng thật là một sự chúng tôi rất là nhớ các bạn. Thành ra khi những cái kỳ đại hội kỳ tới, các bạn sẽ cùng chúng tôi trở lại một nơi nào đó trên đất Hoa Kỳ này để mình cùng thổ lộ những cái tâm tư, những hoài bão hay là những kỷ niệm đau buồn của mình trong quá khứ, trong 4 năm qua. Cảm ơn anh Phạm Hữu Đa. Trân trọng kính mời tất cả quý vị đồng hương tiếp tục theo dõi chương trình ngày hôm nay. Thì chúng tôi lại gặp được một gương mặt mà quý vị xem không lâu ở trên đài truyền hình, khi mà chúng tôi đi qua dự đại hội của Âu Châu, và chị là phu nhân
của anh Đặng Văn Khanh là Liên hội trưởng của Liên hội Âu Châu. Thì không có ngờ là chúng ta lại gặp nhau, và xin chị cho biết là từ bên Âu Châu qua đến đây mà dự cái đại hội này thì chị cảm tưởng như thế nào? Và cái đại hội ở đây thì chị có thấy rằng có khác ở bên Âu Châu không? Trước hết thì tôi xin cảm ơn đài truyền hình SBTN, xin gửi lời chào đến đài SBTN cũng như tất cả những khán giả của đài cũng như chị Thu Nga. Ngày hôm nay chúng tôi được hân hạnh đến tham dự lễ 45 năm tình bạn của hội khóa 25 Võ Bị, và một niềm xúc động, chúng tôi rất sung sướng là được gặp lại anh em. Dạ. Và với tư cách là một phu nhân của một anh cựu quân nhân, một cựu sinh viên trường Võ Bị Quốc gia Việt Nam, thì là chị thấy là cái vai trò của người phụ nữ đối với lại chồng của mình, nói chung chung, và của người phu nhân của một cựu sinh viên sĩ quan trường Võ Bị Quốc gia Việt Nam, thì chị thấy rằng mình có cái bổn phận như thế nào thưa chị? Đã thưa chị, là một người người vợ của một người sĩ quan trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa, chúng em phải đứng sát sau lưng các anh để coi như là nhắc nhở lại cho các anh biết là cái trận chiến của chúng ta nó chưa chấm dứt. Chúng ta phải tiếp tục cùng các anh, sánh vai với các anh để đẩy mạnh cái cuộc chiến này bằng internet để chuyển lửa về Việt Nam, và tiếp tục để đánh truyền cho đồng bào, để đồng bào đứng lên để cùng chúng ta dập sập cái chế độ bạo tàn buôn dân bán nước. Vâng, kính thưa quý vị, của đồng hương Mai Cò đang đứng với anh Đặng Văn Khanh đến từ Paris, Pháp Quốc. Vâng, Liên hội trưởng bộ sĩ quan trường Võ Bị Đà Lạt tại Âu Châu. Dạ vâng, thưa anh, ngày xưa thì ở tại Việt Nam Cộng Hòa của chúng ta thì bốn vùng chiến thuật, thì chúng ta dù là xa trường mẹ thì cũng có những cái dịp gặp nhau, nhưng mà bây giờ 45 năm sau thì chúng ta hội ngộ ở tại miền đất hứa, mà cái nơi mà chúng ta tạm cư đó là đất nước Hoa Kỳ này, thì các anh từ Âu Châu, từ Úc Châu, từ Phi Châu, Á Châu, vân vân, về đây sau 45 năm gặp lại đồng môn, thì cảm nghĩ của anh như thế nào thưa anh? Xếp anh nha. Trước hết xin kính chào tất cả quý vị khán giả của đài truyền hình SPTM. Tôi từ Paris qua đây để tham dự cái đại hội 45 năm tình bạn của khóa 25, thì thật sự rất là nhiều xúc động, vì trong số những bạn gặp gỡ ngày hôm nay có nhiều bạn mà từ ngày ra trường đến giờ chúng tôi mới được gặp lại. Thành thử tên thì nhớ, giọng nói cũng còn nhớ, nhưng khuôn mặt đã khác hẳn. Nhiều khuôn mặt hiện nay tôi nhìn không ra, thành ra phải sau vài phút giây giới thiệu tôi mới biết đây là người bạn mình đó năm nào. Vì vậy cuộc gặp gỡ này trong năm nay tại Houston làm cho chúng tôi rất lấy làm xúc động. Vì vậy chúng tôi mặc dù đường xá xa xôi nhưng cũng vẫn đi đến đây gặp các bạn bè. Thứ nhất là đã tìm lại những người bạn thân thiết ở nào ở thời gian quân trường và đã cách xa nhau từ 45 năm. Và thứ hai nữa, để nối lại vòng dây thân ái để nhắc nhở chúng ta rằng là cuộc chiến đấu của anh em chúng tôi vẫn còn đang tiếp diễn. Chúng tôi xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị. Kính thưa toàn thể quý vị quan khách, đêm dạ tiệc 45 năm tình bạn của khóa 25 trường Võ Bị Quốc gia Việt Nam bắt đầu. Chúng tôi xin trân trọng kính mời toàn thể quý vị đứng lên nghiêm chỉnh làm lễ chào quốc kỳ. Lễ rước quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa và quân kỳ trường Võ Bị Quốc gia Việt Nam. Toán quốc quân kỳ tiến vào vị trí hành lễ.
Hào Nghiêm! Vinh! Lễ chào quốc kỳ Hoa Kỳ. Oh, say can you see by the dawn's early light what so proudly we hailed at the twilight's last gleaming of the chào quốc kỳ Hoa Kỳ chấm dứt. Đem xuống! Xuống! Hào Nghiêm! Vinh! Lễ chào quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa. Lễ chào quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa chấm dứt. Em xuống! Xuống! Hào Nghiêm! Vinh! Sau đây là một phút mặc niệm. Chúng ta cùng hướng về Tổ quốc Việt Nam để ghi nhớ công đức các bậc tiền nhân, anh hùng dân tộc đã có công mở nước và dựng nước, để tưởng niệm các chiến sĩ, quân, dân, cán, chính đã hy sinh vì chính nghĩa quốc gia dân tộc chống cộng sản bạo tàn. Và sau hết, một phút mặc niệm để tưởng nhớ đến tất cả các niên trưởng, niên đệ, giáo sư và cán bộ của trường Võ Bị Quốc gia Việt Nam, và đặc biệt là các sinh viên sĩ quan khóa 25 đã hy sinh vì Tổ quốc. Phút mặc niệm bắt đầu. Mặc niệm chấm dứt. Sau đây, toán quốc quân kỳ di chuyển đến vị trí hành lễ truy điệu. Stop!
Chúng tôi xin kính mời toàn thể quý vị quan khách an tọa. Mời tất cả quý chiến hữu và các bạn khóa 25 trở về chỗ ngồi. Và đặc biệt là các sinh viên sĩ quan khóa 25 đã hy sinh vì Tổ quốc. Chúng tôi xin được kính mời cựu sinh viên sĩ quan khóa 25 đại diện các vùng tiến lên trước đài tử sĩ. Trong số những tử sĩ khóa 25 có những tấm gương tiết liệt đáng ca tụng, và đặc biệt phải kể đến những sĩ quan tử thủ cho thuộc cấp rút lui vào tháng 4 năm 1975. Và sau đó tuân tiết như Trung úy Nguyễn Đình Giang, đại đội trưởng đại đội trinh sát thuộc sư đoàn 25 bộ binh, và Trung úy Vi Văn Đạt thuộc liên đoàn 3 biệt động quân. Khi Việt Cộng tràn ngập, người anh hùng mũ đỏ Trung úy Võ Thiện Thư đã kêu phản lực cơ A-37 dội bom và pháo binh tác xạ trực tiếp ngay nơi trú đóng của mình để cùng chết với quân Cộng sản. Từ trong các trại tù Cộng sản cũng có những sĩ quan khóa 25 dù đã xa cơ nhưng vẫn bất khuất trước những kẻ thù của dân tộc như Trung úy Thủy quân Lục Chiến Nguyễn Ngọc Bửu và Hải quân Trung úy Hoàng Tấn. Hai người này đã hạ thủ cán bộ trại tù, cướp khí giới và vượt ngục từ hai nhà tù khác nhau. Trung úy Nguyễn Ngọc Bửu đã bị bắt lại trong rừng và bị đem về trại xử tử, trong khi Hải quân Trung úy Hoàng Tấn thoát được về Đà Lạt. Nhưng chẳng bao lâu sau đó đã bị bắt và bị xử bắn tại ấp Đa Thiện. Và kính thưa quý vị, còn nhiều nữa. Ôi thật oai hùng và lẫm liệt thay, các bạn khóa 25 đã dũng cảm hy sinh để bảo vệ cho quốc gia dân tộc Việt Nam. Họ là những anh hùng không tên tuổi, tuy công nghiệp không ghi trong sử sách, tuy bảng vàng bia đá chẳng để tên, tuy mồ hoang siêu lạc dưới trời quên, không ai đến khấn nguyện dâng lễ vật, nhưng máu họ đã lan vào mạch đất, thịt cùng xương trộn lẫn với non sông, và anh hồn cùng với tấm tình chung đã hòa hợp làm linh hồn giống Việt. Chúng tôi xin mời toàn thể quý vị quan khách nghiêm chỉnh để chuẩn bị làm lễ truy điệu. Nguyễn Văn Sở, quân sự bộ trưởng, trường võ bị quốc gia Việt Nam. Những cựu sinh viên sĩ quan khóa 25 đã an giấc ngàn thu. Nguyễn Văn Bảo, Nguyễn Quang Bình,
Sửu. Nguyễn Minh Chánh. Sinh viên sĩ quan Nguyễn Hữu Chất. Sinh viên sĩ quan Lại Ngọc Chính. Sinh viên sĩ quan Huỳnh Văn Đảnh. Sinh viên sĩ quan Vi Văn Đạt. Chiến sĩ Trần. Sinh viên sĩ quan Đỗ Văn Điền. Chiến sĩ Trần. Sinh viên sĩ quan Trần Việt Doanh. Lúc bấy giờ trên cánh đồng chiêm Bắc Việt, bên con rạch nhỏ Đồng Nai, trong đám sinh viên sâu Trung Việt, Phạm Thế Dũng, phút chốc liệt vị đã trở nên người thiên cổ. Sinh viên sĩ quan sự nghiệp đang công đeo đuổi thôi đành gián đoạn nửa đường. Sinh viên chí sĩ quan tang bổng Nguyễn Đình mong Giang thực hiện thôi cũng đành ôm hận nghìn thu. Sinh viên sĩ quan Nguyễn Văn Hai. Sinh viên sĩ quan Ngô Định Hải. Mô sinh viên đất sĩ quan là Nguyễn Văn Hai. Sinh viên sĩ quan Nguyễn Văn Hát. Sinh viên sĩ quan Nguyễn Triệu Hoàng. Đám sương mù tàn tạ. Sinh viên sĩ quan Ngô Xuân Hoa. Sinh viên sĩ quan Lê Đình Hợi. Nào ai mong sống mãi, nhưng sinh viên lúc sĩ quan quốc thù Trần chưa gột rửa, chí làm trai chưa toại mộng hải hồ. Sinh viên sĩ quan Trung Kiên. Ngăn được làm sao dòng huyết lệ, lại sinh viên còn sĩ quan Hứa người Văn thân Lạc. Kẻ thuộc ơn cù lao nghĩa vợ chồng. Sinh viên sĩ quan Nguyễn Hoàng Lương. Bao tình cảm sao nỡ dứt cho đành, nhưng sinh viên sĩ quan non Hà nước Việt Vũ Lý vẫn thắm tươi cùng thảo mộc, dòng Lạc Hồng còn sinh tồn viên tại sĩ quan Nguyễn đại. Văn Ngẫu. Bởi đâu nhờ đâu sinh viên sĩ quan thân Nguyễn An Phong. Sinh viên sĩ quan Nguyễn Ngọc Phước. Sinh viên sĩ quan Trần Hoàng Phước. Sinh viên sĩ quan Trần Văn Phương.